Hello, xin chào mọi người, chào mừng đến với kênh của mình. Hôm nay thì là ngày thứ sáu, ngày Fun Friday. Thì mình sẽ đi nhà hàng bánh mì, uống một ly cà phê xay, cà phê đá xay. Đây là nhà hàng bánh mì Panera Bread. Mình chuẩn bị kêu đồ ăn sáng, súp broccoli. Đó, đây là cục order. Khi mà nó kêu lên thì đồ ăn sẵn sàng. Đó, đây là đồ ăn của mình sẵn sàng rồi. Đây là súp broccoli với bánh mì. Đó, broccoli cheddar súp với bánh mì. Và ăn sáng xong, uống cà phê xong thì mình sẽ vào đi discount. Chỗ này gọi là đi discount shopping. Nó cũng khá giống như là Ross với các tiệm mà trước đây mình quay. Nó gọi là tiệm đi discount, tức là các mặt hàng giảm giá sẽ bán ở đây. Đó. Thì ở đây các tiệm nó hao hao giống nhau, trưng bày sắp đặt giống nhau. Ross nè, rồi discount nè, rồi gì TJ Maxx nè, vân vân, Burlington nè, các kiểu trưng bày hàng hóa giống nhau. Đó. Áo quần các mặt hàng đều có đầy đủ nha.
Sau khi rời đi Discount thì sẽ qua Ross. Đó, đây là Ross. Mình đang ở tiệm Ross. Sắp tới mùa lễ mặc đồ xanh, lễ Patriot Day. Cái lễ này tên là Patriot Day. Tất cả đều mặc màu xanh, lá cây và có hình chiếc lá. Mặc đồ phải màu xanh lá cây không thôi sẽ bị nhíu nha. Đó, cái tên là Patriot Day. Đây là Ross. Mình đã chuyển qua tiệm Ross tại hai tiệm gần gần nhau, đi bên này xong chạy qua bên kia. Mọi người muốn xem các video của mình thì hãy bấm subscribe, đăng ký kênh và like, comment ý kiến này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hello, thì hiện mình đang ở Mall, Manchester Mall. Đó. Hôm nay là một ngày ngắn mình đi shopping đủ thứ chỗ, từ đi discount rồi bây giờ là Mall. Đây là mall nha. Trong mall này thì không có đông lắm, rất là vắng, vắng hơn là Fashion Fair. Đây các tiệm thì đóng cửa hết, có một vài tiệm mở thôi. Có cái tiệm điện thoại Ricket nè, tiệm áo quần nè, rồi cái tiệm bán đồ chơi, cái quầy bán đồ chơi ở đằng trước nữa. Đó, ở đây là cái chỗ để người ta ngồi nghỉ chân, đi dạo mệt thì ngồi sẽ ngồi đây nghỉ chân. Nó xây hẳn luôn một cái khu nhỉ. Chỗ này cũng đẹp, đẹp hơn là Fashion Fair, nhưng mà đều từ sau dịch thì nó vắng, trước dịch nó đông lắm. Có trên lầu nữa mà mình không lên, mình chỉ ngồi ở dưới này chơi thôi, đi vòng vòng dưới này chơi thôi. Có phía trên nữa mà phía trên phải đi thang máy
thang máy thùng với vô thang máy mới đi lên được. Cái này nó không có thang máy cuộn, này là